giáo viên người Nhật hay giáo viên người Việt Nam? Đây là một cái câu hỏi muôn thuở mà mình cũng thường hay được hỏi trong cái quá trình dạy tiếng Nhật. Quan điểm của mình đó là nếu như mà bạn tiếp cận tiếng Nhật khi mà đã lớn, bước vào cái tuổi trưởng thành, có nghĩa là từ cấp 2, cấp 3 trở lên, thì mình nghĩ nên chọn giáo viên Việt Nam để có thể học tiếng Nhật. Có một vài lý do như sau. Thứ nhất, nếu bạn tiếp cận ngoại ngữ khi mà đã bước vào cái tuổi trưởng thành, nghĩa là phần lớn chúng ta sẽ học bằng não trái chứ không phải qua não phải, thông qua việc tư duy logic chứ không phải học thông qua sự tiếp nhận một cách thụ động giống như là bọn con nít lúc 2-3 tuổi. Vậy nên giáo viên Việt Nam sẽ giúp cho bạn giải thích này, cắt nghĩa này, để bạn có một cái tư duy logic và có thể hiểu được các cái câu văn, các cái ngữ pháp hoặc là các cái bài văn một cách logic và có chiều sâu hơn. Đặc biệt nếu như mà bạn học ngữ pháp và đọc hiểu thì giáo viên người Việt Nam vẫn là một cái sự lựa chọn tối ưu và mình nghĩ là tuyệt vời. Bởi vì bạn sẽ được giải thích một cách rất là cặn kẽ từng câu chữ, được giải thích về mặt ngữ pháp, về cái cách hành văn cũng như là cái nuance sự, cái ý nghĩa của cái ngữ pháp đó. Và mình sẽ có thể so sánh và đối chiếu với các cái hoàn cảnh ở trong tiếng Việt thông qua cái việc là tìm hiểu về văn hóa giữa hai bên, sự khác nhau trong cái cách diễn đạt giữa tiếng Nhật và tiếng Việt như thế nào. Thông qua cái việc là phân tích, tìm hiểu như vậy, các bạn có thể nắm được ngữ pháp và có thể hiểu được cái bài đọc đấy một cách sâu sắc hơn. Và thông qua cái việc đó, bạn có thể ứng dụng vào trong thực tế khi mà làm trong cái công việc của mình, chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt hoặc ngược lại. Thế còn giáo viên người bản xứ thì sao? Chẳng nhẽ họ lại không có cái tác dụng gì à? Với mình thì giáo viên người bản xứ có tác dụng rất là lớn trong cái quá trình thực hành. Rất là nhiều bạn nghĩ rằng là khi học với giáo viên người bản xứ thì cái giá trị lớn nhất mà họ đem lại đó là sẽ chỉnh phát âm cho mình, giúp cho mình có được cái phát âm tự nhiên hơn, đúng trọng âm hơn, đúng cái accento hơn. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một phần giá trị mà người bản xứ đem lại cho mình khi mà học trực tiếp với họ. Bởi vì dạo gần đây có rất là nhiều các cái giáo trình đều có gắn kèm cả audio, cũng như là sẽ có rất là nhiều các cái giáo trình để giúp cho các bạn luyện shadowing. Thông qua cái quá trình shadowing như vậy, bạn có thể luyện được cái cách phát âm tự nhiên cũng như là cái cách hành văn của người bản xứ. Vậy điều mà có giá trị nhất mà giáo viên người bản xứ đem lại khi mà học trực tiếp với họ là gì? Thì theo mình đó là giúp cho tiếng Nhật của bạn đỡ bị ngố. Tiếng Nhật ngố ở đây có nghĩa là bạn vẫn nói một cách chính xác về mặt ngữ pháp, tuy nhiên thì cái cách nói đấy nó hơi gượng gạo và nó có phần không tự nhiên, bởi vì là bạn đang dùng các cái từ hoặc là cái cách hành văn mà người Nhật thường không hay sử dụng trong ngoài thực tế khi mà họ nói chuyện giao tiếp hội thoại hàng ngày với nhau. Và nói chuyện với giáo viên người bản xứ, họ sẽ giúp cho mình sửa lại cái câu mà mình vừa nói bằng các cái cụm từ tự nhiên hơn, bằng những cái cách hành văn mà người Nhật thường hay sử dụng hơn, thì khi đó cái tiếng Nhật của bạn nó cũng sẽ đỡ ngố hơn. Và đây cũng chính là một trong những cái phương châm mà mình đang áp dụng trong các cách khóa học hội thoại giao tiếp 1-1 với người bản xứ ở bên mình. Chúng ta sẽ cùng giao tiếp với lại giáo viên người bản xứ thông qua các cái chủ đề khác nhau liên quan tới đời sống hàng ngày, hoặc là có thể giao tiếp với người bản xứ thông qua các cái chủ đề liên quan tới công việc. Từ đó bạn sẽ nói ra cái câu nói của mình, cái suy nghĩ của mình bằng cái tiếng Nhật của mình. Sau đó là khi mà người Nhật người ta lắng nghe, người ta sẽ nói lại cho bạn xem là nếu mà bạn nói như vậy thì bạn nên nói như thế này, hoặc là bạn nên nói như thế kia, hoặc là bạn nên dùng cái từ này, bạn nên dùng cái từ kia. Có một cái cách khác mà mình cũng thường hay sử dụng để giúp cho tiếng Nhật của mình nó không bị ngố, đó là bạn có thể kết bạn hoặc là follow những cái người Nhật ở trên Facebook hoặc là trên Instagram. Người Nhật thì sử dụng Instagram nhiều hơn, còn ở Việt Nam mình thì hay sử dụng Facebook nhiều hơn. Các bạn có thể chịu khó đọc các cái phần comment của họ ở trên các cái bài viết, bởi vì các cái comment đó cũng chính là cái tiếng Nhật mà họ thường hay sử dụng trong giao tiếp và trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra thì bạn có thể xem các cái video ở trên YouTube, hoặc là xem anime, hoặc là xem các cái bộ phim của Nhật. Thông qua các cái bộ phim, thông qua các cái YouTube của người bản xứ, bạn cũng có thể học được các cái cách hành văn tự nhiên và từ đó bắt chước và áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày. Tiếng Nhật hay là bất kể một loại ngoại ngữ nào, khi mà học chúng ta cũng cần phải input và output, thì tự chung lại mình nghĩ rằng là giáo viên người Việt Nam sẽ giúp cho các bạn học, còn giáo viên người Nhật sẽ giúp cho các bạn hành. Các bạn có nghĩ thế không?